Cây chia vôi huyền thoại điều trị thoát vị đĩa đệm, thoái hóa cột sống. Theo kinh nghiệm dân gian, cây chia vôi thường dùng cho các trường hợp bị đau nhức xương, phong tê thấp. Hiện nay cây chia vôi còn được sử dụng làm thuốc điều thoát vị đĩa đệm. Cây chia vôi còn gọi là bạch liêm, đau xương, bạch phấn đằng. Đây là một trong số rất ít những vị thuốc có công dụng điều trị hiệu quả bệnh thoát vị đĩa đệm, thoái hóa cột sống. Hiện nay cây thuốc này đang được rất nhiều bệnh nhân quan tâm. Tên khoa học Cisus modex rice plant Thuộc họ nho vĩ Tây E Mô tả cây chìa vôi Dây chìa vôi là một loại cây nhỏ, mọc leo, dài chừng 2 đến 4 mét, toàn thân nhẵn, có tua cuốn đơn, nhỏ hình sợi, lá hình trái tim, chúm hoa màu vàng nhạt xem ảnh để thấy rõ hơn. Lưu ý, Cây chia vôi và cây dây đau xương là hai vị thuốc khác nhau tuy chúng đề có công dụng là điều trị bệnh xương khớp. Khu vực phân bố Dây chia vôi mọc hoang ở khắp các tỉnh miền Bắc và miền Nam. Cây mọc chủ yếu ở các tỉnh miền núi, trung du nơi ẩm ướt, ven suối. Ngoài Bắc, cây mọc nhiều ở các tỉnh Lào Cai, Yên Bái, Sơn La, Hòa Bình. Ngoài ra cây còn mọc ở các bờ rào bụi rậm và được trồng ở một số tỉnh đồng bằng. Bộ phận dùng Toàn cây gồm thân, lá và củ đều được sử dụng để làm thuốc. Cách chế biến và thu hái Thường người ta đào lấy rễ củ, thái mỏng, phơi hay sấy khô làm thuốc với tên bạch liêm hay củ chìa vôi. Có thể đào quanh năm nhưng tốt nhất vào thu đông. Lá và dây chìa vôi được thu hái quanh năm, sau đó tiến hành phơi hoặc sau khô làm thuốc thành phần hóa học Chưa thấy có tài liệu nghiên cứu về thành phần hóa học của cây chìa vôi, tính vị. Cây chìa vôi có vị đắng nhẹ, chua và hơi the song không khó uống, cây có tính mát. Công dụng của cây chìa vôi Dây chìa vôi chỉ mới thấy dùng trong phạm vi nhân dân, chưa thấy được ghi vào tài liệu cổ. Nhân dân dùng làm thuốc điều trị đau nhức xương khớp, phòng tê thấp sau đây chúng tôi xin giới thiệu một số tác dụng quý của cây thuốc này tác dụng tốt cho xương khớp đặc biệt là những bệnh nhân mắc đau nhức xương khớp phong tê thấp kết hợp với các vị thuốc khác làm thuốc điều trị thoát vị đĩa đệm tác dụng tốt cho những bệnh nhân mắc bệnh thấp khớp đối tượng sử dụng ngày nay cây chìa vôi được sử dụng trong các trường hợp sau người già mắc thoái hóa xương khớp người mắc bệnh thoát vị đĩa đệm Người mắc bệnh thấp khớp Cách dùng, liều dùng Ngày dùng 10 đến 30 gram dưới dạng thuốc sắc hay ngâm rượu uống. 1. Dùng chìa vôi làm thuốc điều trị thoát vị đĩa đệm như sau. Bài thuốc điều trị thoái vị đĩa đệm gồm 6 vị, trong đó chìa vôi chính là đầu vị của bài thuốc này. Cây chìa vôi 30 g. Cây cỏ xước 20 g. Dền gai 20 g tầm gửi 20 g Cây cỏ ngươi 20 g Lá lốt 20 g Cách dùng các vị thuốc đem rửa sạch, sắc với 1 lít nước, sắc cạn còn 500ml chia 3 lần uống sau bữa ăn 30 phút. Thuốc có vị đắng nhẹ và thơm, không có tác dụng phụ, ta có thể uống thay nước hàng ngày. Sử dụng bài thuốc trên liên tục trong một tháng là sẽ có hiệu quả. 2. Cách ngâm rượu cây chìa vôi làm thuốc điều trị đau nhức xương khớp. Dây chìa vôi 50g, đường quy 20g, xuyên khung 10g, ngưu tất 40g, cẩu tích 20g. Ngâm trong 1 lít rượu trắng, ngâm trong thời gian 10 ngày trở lên là dùng được. Ngày dùng 2 đến 3 ly nhỏ. Tác dụng của bài rượu chìa vôi, điều trị phong tê thấp, đau nhức xương khớp rất tốt cho người già bị thoái hóa xương khớp và mắc các bệnh về xương khớp. Lưu ý khi sử dụng. Tuyệt đối không dùng cây chìa vôi cho phụ nữ mang thai. Cảm ơn mọi người đã xem video này, xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong những video sau.